áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần Looking Back của tiếng Anh lớp 12, bài số 3 với chủ đề là phong trào xanh, The Green Movement. Và ở phần Looking Back như thường lệ sẽ có 3 phần: Pronunciation, phần phát âm, Vocabulary, từ vựng và Grammar, phần ngữ pháp. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài số 1, phần phát âm nhé. Listen and analyze the sounds that are assimilated. Là chúng ta sẽ nghe và gạch chân những âm mà được đồng hóa, đúng không? Vậy ở đây thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu lại thế xem là nó có cái quy tắc đồng hóa nào. Thì như ở phần language chúng ta đã học, chúng ta sẽ có những cái quy tắc như sau. Các từ mà ví dụ những cái từ mà đứng trước các âm như là âm m, p hoặc là p, thì các âm như là âm t mà đứng trước những cái âm này thì nó sẽ chuyển sang âm nó sẽ được đồng hóa sang âm p, âm t, âm d thì sẽ được đồng hóa sang âm p, và âm n sẽ được đồng hóa sang âm m. Còn ví dụ những cái âm thở đứng trước âm S thì nó cũng sẽ được đồng hóa sang âm S. Thực ra cái này thì nó chỉ là cái quy tắc thôi. Và khi mà mình phát âm thì nó sẽ là kiểu nó sẽ đồng hóa nhanh sang. Ví dụ như là ở đây chúng ta có là this is the best book. Bình thường thì sẽ là best book, đúng không? Best book. Nhưng mà khi mà nói thành một câu thì chúng ta không thể nào dùng là this is the best book được, mà chúng ta sẽ nói luôn là this is the best book, kiểu dạng như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và cùng xem nhé. Unit 3, page 40. Looking back. Pronunciation. Activity 1. Listen and underline the sounds that are assimilated. One. This is the best book on environmental issues. Two. We believe that both sides should focus more on energy-saving projects. Three. We'll make the Earth a green planet. Four. Wind power produces no greenhouse gas emissions during operation. 5. Biofuels are obtained from biodegradable plant material. Và đó là về bài số 1 liên quan tới những cái đồng âm, đúng không? Đồng âm. Và ở đây chúng ta sẽ có là On this the best book on environmental issues. Đây là quyển sách hay nhất về các vấn đề môi trường. This the best book. Nó đã bị đồng âm sang the best book. And we believe that both sides should focus more on energy saving projects. Chúng tôi tin rằng cả hai phía thì cần tập trung nhiều hơn vào các dự án tiết kiệm năng lượng. Both sides. We'll make the Earth a green planet. Chúng tôi thì sẽ khiến cho trái đất trở nên thành một hành tinh xanh hơn. Wind power produces no greenhouse gas emission during operation. Năng lượng gió thì không thải ra khí thải nhà kính nào trong quá trình hoạt động. And biofuels are obtained from biodegradable plant material. Nhiên liệu sinh học thu được từ thực vật có khả năng phân hủy sinh học. Plant animal. Bình thường sẽ là plant animal materials, đúng không? Plant materials. Nhưng mà khi đọc vào thì sẽ là plant material chứ không có t nữa. Thì âm t đấy nó đã được chuyển sang rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 nhé. Với yêu cầu của bài số 2 như sau: Listen and complete the sentences. Nghe và hoàn thành những câu dưới đây. Và cô sẽ bật băng nghe. Unit 3, page 40. Looking back. Pronunciation. Activity 2. Listen and complete the sentences.
1. Fresh green beans provide lots of valuable nutrients. 2. Sustainability is the key element in modern town planning. 3. I got food poisoning after eating vegetables sprayed with pesticides. 4. The goal of Green Britain Foundation is to create new wildlife habitats. 5. We started using energy-saving light bulbs. Và đó là những từ mà chúng ta có thể điền ở bài số 2. Và những cái từ này thì đều là những từ mà được đồng hóa. Ví dụ âm n trước âm p thì nó sẽ thành âm m. Green bean, and town plan, cũng vậy, town plan, food poisoning, green Britons, light bulb, đều là những từ mà được đồng hóa, những cái cặp. Và chúng ta sẽ cùng nghe lại nhé. Unit 3, page 40. Looking back. Pronunciation. Activity 2. Listen and complete the sentences. 1. Fresh green beans provide lots of valuable nutrients. Fresh green beans provide lots of valuable nutrients. Fresh green beans provide lots of valuable nutrients. Đậu xanh sạch thì cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có giá trị. Green beans, đậu xanh. 2. Sustainability is the key element in modern town planning. Sustainability is the key element in modern town planning. Sự tính bền vững là yếu tố then chốt trong kế hoạch là xây dựng thị trấn và xây dựng thị trấn hiện đại, đúng không? 3. I got food poisoning after eating vegetables sprayed with pesticides. I got food poisoning after eating vegetables sprayed with pesticide. Tôi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn rau có thuốc trừ sâu. Chúng ta có food, bình thường sẽ là food, food poisoning đúng không? Nhưng mà bây giờ đọc đồng hóa lại thành là food poisoning luôn. Tiếp theo câu số 4. 4. The goal of Green Britain Foundation is to create new wildlife habitats. The goal of Great Britain's foundation is to create new wildlife habitats. Mục tiêu của tổ chức Anh Quốc là ở đây sẽ là Great, đúng không? Thì là tạo ra những cái môi trường sống mới cho hoang dã, cho động vật hoang dã. 5. We started using energy-saving light bulbs. We started using energy-saving light bulb. Là chúng tôi thì bắt đầu sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng light bulb. Bình thường t, đúng không? Light bulb. Nhưng mà đây light bulb không có t, đúng không? Mà cái t nó đã được đồng âm sang âm p. Và đó là về phần phát âm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần từ vựng vocabulary. Chỉ có một bài tập duy nhất với yêu cầu như sau. Complete the sentences with the correct forms of the words or phrases in the box. Là hoàn thành những câu dưới đây sử dụng dạng đúng của các từ hoặc là các cụm từ trong khung. Chúng ta có 7 từ. Đầu tiên, deplete, động từ đúng không? Là cạn kiệt và chúng ta học ở trong phần bài số 3 thì sẽ là depleted, tính từ của nó. Disposal of, mang nghĩa là loại bỏ ra đúng không? Get rid of, pathways thì là cái con đường đi. Combustions, việc đốt cháy này, soot particle mang nghĩa là phân tử carbon đen đúng không? Là cái mà rất là bé, particle. Và cluster thì clutter mang nghĩa là những cái đồ rất là lộn xộn, danh từ lộn xộn này, hỗn loạn. Và organic, tính từ mang nghĩa là hữu cơ. Và chúng ta sẽ cùng xem nhé, tới câu số 1. The focus of the seminars will be on hazardous waste. Trọng tâm của cuộc hội thảo ngày hôm nay thì sẽ là làm gì những cái chất thải độc hại. Will be on cái gì đó của cái này đúng không? Và ở đây thì chúng ta sẽ cần một cái danh từ. Vậy chất thải độc hại, cạn kiệt,
của chất thải độc hại không hợp lý lắm. Mà con đường cũng không này. Và đây là việc là kiểu loại bỏ này, xử lý cái những cái chất thải độc hại thì nghe về hợp lý đúng không? Nên cô sẽ dùng cái danh từ là disposal of danh từ, cũng khá hợp lý danh từ của danh từ. Đáp án sẽ là will be disposal of, sẽ tập trung vào cái việc là xử lý rác thải độc hại. Với câu số 2, some people still think that our natural resources can never be. Và đây liên quan tới nguồn tài nguyên thiên nhiên thì như thế nào đúng không? Và chúng ta sẽ có cái tính từ luôn đi kèm với tài nguyên thiên nhiên thì sẽ là depleted, cạn kiệt đúng không nhỉ? Và đây một vài người thì vẫn nghĩ rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta không bao giờ cạn kiệt. Thì ở đây chúng ta sẽ chuyển cái deplete này sang tính từ sẽ là depleted. Tiếp theo câu số 3. A good way of clearing from your home is to sort it into throw away, put away and giving and give away boxes. Một cách để dọn dẹp cái gì đúng không? Thì sẽ là sắp xếp lại thành những cái hộp là kiểu bỏ đi này, ném đi này, đúng không? Và cho đi. Vậy ở đây thì sẽ là clearing clutter, dọn dẹp những cái đống hỗn loạn, những cái rất là kiểu lộn xộn ở nhà, trong nhà mình đúng không? Và đây sẽ là clutter. Cô sẽ điền danh từ là clutter ở đây. Dọn dẹp những cái hỗn loạn, những cái mà vật rất là bừa bộn. Và câu số 4. Farming avoids the use of chemical fertilizers and pesticides. Cái gì gì đó trồng thì vậy ở đây thì sẽ là cái liên quan tới trồng trọt thì sẽ là những cái hữu cơ đúng không? Thì là tránh cái việc sử dụng phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu. Vậy ở đây thì sẽ là organic farming, việc là trồng hữu cơ. Xét về cả từ vựng, tính từ đứng trước danh từ hợp lý rồi này, và kể về mặt ý nghĩa cũng hợp lý đúng không? Và câu số 5. Incomplete often gives off toxic by-produced. Incomplete combustion là một cụm mà chúng ta học ở phần reading đúng không nhỉ? Cái việc đốt cháy nhưng mà đốt cháy không hết, đốt cháy không hoàn toàn thì thường gây ra những cái sản phẩm phụ độc hại. Combustion, cô sẽ điền danh từ ở đây. Incomplete tính từ đứng trước danh từ combustion. Và câu số 6, are so tiny that they can enter the bloodstream causing health problems. Cái gì gì đó thì rất là nhỏ, đến nỗi mà chúng có thể là xâm nhập vào cái mạch máu của chúng ta và gây ra những cái vấn đề về sức khỏe. Vậy ở đây thì sẽ là những cái gì rất nhỏ, đây là những cái phân tử carbon đen đúng không? Phân tử than soot particle. Và bởi vì ở đây là TB số nhiều nên cô sẽ phải chia cái này thành danh từ số nhiều thêm S. Soot particles. Và với câu số 7, green technologies has been part of the to economic progress. Và ở đây công nghệ xanh thì đã là một phần của cái gì gì đó đến tiến bộ kinh tế. Vậy ở đây là một phần trong trên cái con đường lên cái tiến bộ kinh tế đúng không? Và chúng ta cũng chỉ còn một cái danh từ duy nhất, đó là danh từ pathway. Và pathway là kiểu lên trên trong cái con đường, trong cái quá trình làm cái gì đó. Đó sẽ là câu số 7. Cũng như là về phần từ vựng, chúng ta sẽ nhớ là chúng ta có các từ vựng họ học được ở bài số 3 đúng không? Đầu tiên, disposal of bằng một get rid of, loại bỏ này, depleted, cạn kiệt, clutter, những cái đống lộn xộn, organic, hữu cơ, combustion, việc đốt cháy, soot particle, những cái phân tử than nhỏ, pathway thì là con đường dẫn tới cái gì đó. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần grammar, phần ngữ pháp nhé. Với ngữ pháp thì chúng ta có 3 câu, có 3 bài, với yêu cầu của bài số 1 như sau. Combine the simple sentence into compound sentences using appropriate conjunctions. Là chúng ta sẽ phải nối những cái câu đơn này thành câu ghép sử dụng những cái liên từ thích hợp. Chúng ta có 5 câu. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đọc nhé. We read food label carefully. We want to buy only organic products. Và ở đây chúng tôi thì đọc những cái nhãn sản phẩm rất là cẩn thận đúng không? Chúng tôi chỉ muốn mua những cái sản phẩm hữu cơ thôi. Vậy thì cái này thì chúng ta sẽ dùng liên từ gì đây? Câu này chuyển sang câu ghép và cô nghĩ cô sẽ dùng liên từ bởi vì. Tại sao tôi đọc cẩn thận? Bởi vì là muốn mua những cái thực phẩm hữu cơ thôi đúng không? Nên là tôi phải đọc cẩn thận.
Và câu số 1 cô sẽ viết lại như sau. Cô sẽ dùng từ liên từ nối là because và cô sẽ để giữa câu. Và giữa câu thì không cần có dấu phẩy đúng không? Và cô sẽ bỏ dấu chấm đi, nối hai câu đơn thành câu ghép là thành một câu rồi. We read food labels carefully. Đọc một cách rất là cẩn thận. Bởi vì sao? Because. Và trước because không cần có dấu phẩy. Because we want to buy organic products only. Cái từ only này cô để ở trước hay là để sau đều được nhá. Vậy câu số 2. The burning of fossil fuels is the largest source of greenhouse gas emissions. The burning of fossil fuels causes air pollution. Và ở đây chúng ta có việc đốt nhiên liệu hóa thạch là nguồn thải khí ga nhà kính lớn nhất. Và cái việc đốt những cái than đá này thì nó cũng gây ra ô nhiễm không khí đúng không? Vậy ở đây thì cô thấy là hai câu này nó đều cùng chủ ngữ là the burning of fossil fuels. Nên cô sẽ ghép hai cái này với cái giới từ là với cái từ nối là and, ghép hai cái động từ thôi là được. Và ở đây thì câu số 2 cô sẽ viết như sau. Và vừa là cái này vừa là cái khác đúng không? Vừa là cái nguồn lớn nhất của cái việc là khí ga nhà kính. The burning of fossil fuel là chủ ngữ. Thì là cái nguồn thải cái khí ga nhà kính lớn nhất này. It's the largest source of greenhouse gas emission. Cũng như là và nó gây ra ô nhiễm không khí đúng không? And causes air pollution. Và câu số 3 thì sao? Chúng ta có Shall we organize a tree planting days? Shall we launch a recycling campaign at school? Và liệu chúng ta có nên tổ chức cái ngày hội trồng cây hay không? Hay liệu chúng ta có nên tổ chức một cái chiến dịch tái sử dụng, tái chế ở trường hay không nhỉ? Và ở đây thì cô nghĩ là cô sẽ dùng cái từ nối là or, làm cái này hay làm cái kia đúng không? Bởi vì đây là diễn tả hai sự lựa chọn mà, nên cô sẽ dùng cái từ nối là or. Và cô sẽ viết lại như sau. Shall we organize a tree planting day? Hay là làm cái khác, or launch, và chúng ta sẽ thường có từ là launch campaign đúng không? Launch a recycling campaign at school. Nhấn tả sự lựa chọn nên cô dùng cái từ là or. Tiếp theo câu số 4. Regular exercise is essential to longevity. It is not the only factor. Và cái việc tập thể dục thường xuyên là điều cần thiết để kéo dài tuổi thọ. Nó thì không phải là cái yếu tố duy nhất. Vậy ở đây mặc dù là cái này là cần thiết đúng không, nhưng nó không phải là cái duy nhất, nên cô sẽ dùng cái giới từ là cái từ nối là but, nhưng mà. Và câu số 4 cô sẽ viết lại như sau. Regular exercise is essential to longevity. Thì là rất là quan trọng trong cái việc là kéo dài tuổi thọ. Và but từ nối nên cô cần có một dấu phẩy ở trước. Nhưng mà nó không phải là cái yếu tố duy nhất. But it is not the only factor. Và đó là câu số 4. But nhớ có dấu phẩy nhé. Bởi vì đây là nối hai cái mệnh đề, còn kia là ghép lại với nhau thành hai chủ ngữ hoặc là hai động từ thôi đúng không?
với câu số 5. Noise pollution can cause stress and psychological problems. Try to spend some peaceful, quiet times in nature. Và đây có nghĩa là việc ô nhiễm không khí thì, sorry, ô nhiễm tiếng ồn thì có thể gây ra stress cũng như là những cái vấn đề liên quan tới tâm lý. Hãy cố dành những cái thời gian rất là yên bình này, thanh bình trong tự nhiên, dành thời gian với thiên nhiên đấy, đúng không? Vậy ở đây thì cô nghĩ rằng là cô sẽ dùng cái từ là sâu, bởi vì là ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn đúng không, thì gây ra cái này, nên là hãy cố gắng, hãy thử làm cái này đi, hãy cố gắng. Nên cô sẽ dùng cái từ nối là từ sâu, do đó diễn tả cái lời khuyên đúng không, bởi vì nên là noise pollution can cause stress and psychological problems. So nên là hãy cố gắng dành thời gian, spend some peaceful quiet times in nature. Và đó là câu số 5. Cũng như là kết thúc bài số 1, và chúng ta sẽ còn bài số 2 nữa đúng không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài số 2 nhé. Với yêu cầu của bài số 2 như sau. Combine the simple sentences into complex sentences using the word in brackets. Vẫn là bài kết hợp câu đơn đúng không? Thành câu phức. Đây là thành câu phức. Sử dụng cái từ ở trong ngoặc đơn. Chúng ta có như sau với câu số 1 này. We change our consumption habits. We can reduce our carbon footprint. Và ở đây có cái từ là từ if, câu điều kiện đúng không? Chúng ta thay đổi cái thói quen tiêu dùng. Chúng ta có thể giảm lượng khí thải carbon. Và ở đây nếu chúng ta làm gì thì có thể làm gì đúng không? Nếu chúng ta thay đổi thì chúng ta có thể giảm thiểu cái lượng khí thải carbon của chúng ta. Vậy ở đây câu số 1 cô sẽ viết như sau với câu điều kiện. Và đây sẽ là câu điều kiện loại 1 đúng không? Có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Và cô sẽ dùng if ở đây. If đứng ở đầu câu thì sẽ phải có dấu phẩy đúng không? If we change, nếu chúng ta thay đổi cái thói quen tiêu dùng. If we change our consumption habit. Và có dấu phẩy ở giữa thì chúng ta có thể giảm thiểu cái lượng khí thải carbon. We can reduce our carbon footprint. Dùng câu điều kiện. Và mệnh đề chính sẽ là có thể giảm, đúng không? Mệnh đề phụ thuộc thì sẽ là if we change. Với câu số 2, we should use bicycle instead of cars. This will help to reduce exhaust fumes and pollution. Chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì dùng xe ô tô. Nó thì điều này thì sẽ giúp giảm thiểu những cái bớt khí thải cũng như là ô nhiễm. Và ở đây dùng cái từ because, bởi vì như thế nào. Vậy ở đây chúng ta thì nên sử dụng cái này bởi vì là điều đó sẽ giúp, đúng không? Vậy cô sẽ chỉ cần thêm cái từ because ở đây thôi, bỏ dấu chấm đi và thêm cái từ because là được. Đó, để tiết kiệm thời gian thì cô sẽ không viết lại câu này nữa nhé. Và câu số 3, fossil fuels are burned. They emit harmful gas into the environment at the same time. Và ở đây, nhiên liệu hóa thạch đốt cháy, chúng thải ra những cái khí thải độc hại vào môi trường. Vậy ở đây, khi mà nó đốt cháy thì nó sẽ thải ra, đúng không? Vậy thì cô sẽ dùng cái từ when này đứng trước cái fossil fuel. Và câu số 3 cô sẽ viết lại như sau nhé. When fossil fuels are burned, được đốt cháy, và sẽ có dấu phẩy ở giữa. They emit harmful gas
into the environment thì sẽ thải ra những cái khí thải độc hại ra môi trường. Và câu tiếp theo, câu số 4. Protect the environment you live there. Where? Ở đây có nghĩa là bảo vệ môi trường bạn sống ở đó. Và cái where này thì nó sẽ đứng vai trò là một cái đại từ quan hệ đó. Nó sẽ thay thế cho cái where, bảo vệ môi trường nơi mà bạn sống, đúng không? Với câu số 4, chúng ta có là từ environment và từ there. There là để chỉ environment. Và cô sẽ dùng cái từ where này để nối lại, dùng cái mệnh đề quan hệ để nối. Và câu số 4 sẽ viết lại như sau. Protect the environment. Bảo vệ môi trường nơi bạn sống. Where you live. Và tiếp theo câu số 5. You reuse bags, old clothes and scrap paper at home. You can reduce waste. Và ở đây sử dụng lại cái túi này, quần áo cũ cũng như là giấy phế liệu ở nhà thì chúng ta có thể giảm thải, rác thải. Ở đây chúng ta có cái từ nối là so that, để làm gì đúng không? Vậy để có thể giảm thiểu rác thải. Và cái so that này thì nó thường đứng ở giữa cơ, nó sẽ không đứng ở đầu đâu. Còn nếu mà đứng ở đầu thì sẽ thường là in order to hoặc là to. Ví dụ là cô dùng là in order to thì sẽ là in order to reduce waste, we reuse bags, old clothes and scrap paper at home. Nhưng ở đây là so that nên sẽ đứng ở giữa và cô sẽ dùng như sau. We reuse bags, các túi này, các quần áo cũ, old clothes and scrap paper at home. Để có thể là so that we can reduce waste, để có thể là giảm thiểu rác thải. Và đó sẽ là câu số 5. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài cuối cùng, bài số 3. Với yêu cầu của bài số 3 như sau. Match the simple sentences, then write complex sentences with which. Là chúng ta sẽ nối những câu đơn dưới đây và sau đó thì sẽ viết thành câu ghép, câu phức với cái từ which, là cái từ mà sẽ thay thế đại which này trong bài số 3 chúng ta học, là nó sẽ chính là những cái đại từ quan hệ, đúng không? Đại từ quan hệ để thay thế cho cả cái mệnh đề đằng trước, cả cái ý ở đằng trước. Và nó sẽ mang nghĩa là điều này, cái này thì nó sẽ nghĩa là gì? Cái việc này, cái điều này, nghĩa là cái mà mệnh đề đằng trước. Và chúng ta sẽ cùng đọc nhé. 1. The indoor air quality at school is better NPW. Và đây có thể là nó đã biết sai đấy. Từ này sẽ là now đúng không? It's better now. Chúng ta lại thế này. Và đây, the indoor air quality at school is better now. Là ở đây, chất lượng không khí trong trường thì bây giờ tốt hơn rồi. Và vậy ở đây chúng ta sẽ cùng xem nhé. This has resulted in a fewer asthma attack. Là nó thì đã gây ra là ít, đúng không? Ít bị hen suyễn hơn. Hay là nhưng mà nghe về là nó không, nó đang nó cũng đúng nhưng mà nó đang không hợp lý lắm, đúng không? Nó bị hơi gián tiếp, nên chúng ta sẽ cứ đọc tiếp này. This has brought them some financial and health benefits. Cái điều này thì mang lại cho họ một cái lợi ích về kinh tế cũng như là về sức khỏe. Không hợp lý rồi đúng không? Bởi vì là nó không liên quan tới kinh tế. This has had an impact on the entire communities. Và nó điều này thì có những cái ảnh hưởng lên cả cộng đồng. Không trực tiếp cho lắm. This has helped students to improve their concentration and test results. Điều này thì giúp cho học sinh cải thiện sự tập trung cũng như là kết quả thi của họ. Vậy cái 1 sẽ đối với D đúng không? Hợp lý rồi, bởi vì là liên quan tới trường thì sẽ liên quan tới học sinh. Và ở đây thì cô sẽ thay luôn. Cô sẽ không viết lại nữa mà sẽ là cô sẽ chỉ cần thay cái this này. Thứ nhất là thêm cái dấu phẩy ở tất cả các câu đều là dấu phẩy, và sau đó thay tất cả cái this này bằng từ which là được.
Vậy câu số 1 sẽ viết lại là the indoor air quality at school is better now, which has helped students to improve their concentrations and test results. Đó sẽ là câu số 1. Tiếp theo câu số 2, they have cleaned the mold from the walls. Là họ thì đã dọn dẹp nấm mốc trên tường rồi đúng không? Và cái việc này thì sẽ như thế nào đây? Sẽ ít có những cái bệnh về hen suyễn hơn, sẽ mang lại về kinh tế, những cái lợi ích kinh tế và sức khỏe, sẽ có ảnh hưởng lên cả cộng đồng hay là sẽ khiến cho họ tự hào. Vậy ở đây liên quan tới E không hợp lý rồi đúng không? C không hợp lý. B liên quan tới tài chính kinh tế cũng không hợp lý nên chỉ có thể là A thôi. Và câu số 2 sẽ nối với A. Và sẽ viết lại là they have cleaned the mold from the wall, which has resulted in fewer asthma attacks. Và tiếp theo câu số 3, we keep our school environment clean and green. Chúng ta giữ cho môi trường học tập của chúng ta, môi trường trường học xanh và sạch. Và điều này thì sẽ mang lại lợi ích về kinh tế, không hợp lý đúng không? Sẽ khiến cho, sẽ có ảnh hưởng lên cả cộng đồng hay là sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tự hào. Và có lẽ là ở đây liên quan tới việc là tự hào thì hợp lý hơn đúng không? Chứ cũng không liên quan tới cái kiểu lợi ích kinh tế hay là cộng đồng gì cả. Nên câu số 3 cô sẽ nối với đáp án E. Và sẽ viết lại là we keep our school environment clean and green, which has made us very proud. Chúng tôi thì giữ cho ra môi trường học thì sạch và xanh, và điều đó thì khiến chúng tôi rất là tự hào. Tiếp theo câu số 4, they have started using more green products. Họ thì bắt đầu sử dụng những cái sản phẩm xanh. Điều này thì đem lại cho họ, đúng không? Them ở đây. Cái them ở đây refer cho they khá là hợp lý rồi. Điều này thì đem lại cho họ những cái lợi ích về kinh tế cũng như là về sức khỏe, khá là hợp lý. Và sẽ thay cái this bằng which là được. They have started using more green products, which has brought them some financial and health benefits. Và cuối cùng câu số 5 sẽ nối với đáp án C đúng không? School staff has shown parents different ways to go green, which has had an impact on the entire community. Câu số 5, nhân viên nhà trường thì đã chỉ cho cha mẹ học sinh thấy những cái cách khác nhau để có thể là khiến cho để có thể là sống thân thiện với môi trường hơn. Và cái hành động này, cái việc này thì có ảnh hưởng lên cả cộng đồng đúng không nhỉ? Bởi vì là bây giờ sẽ kiểu giúp cho cha mẹ học sinh biết này, và cha mẹ học sinh sẽ thực hiện. Và và điều này thì có nghĩa là mỗi nhà thì đều thực hiện đúng không? Và nó sẽ thành là cả cộng đồng đều thực hiện. Thì đó sẽ là ý nghĩa của câu số 5, cũng như là về đáp án ở bài số 3. Chúng ta sẽ nhớ nhá, cái which ở trong bài số 3 này là đại từ quan hệ, thay thế cho cả cái mệnh đề ở phía trước, mang nghĩa là điều này, có nghĩa là điều này thì như thế nào, nó bằng với cái từ this này. Nên là đối với bài số 3 thì chúng ta chỉ cần thay cái từ this này thành từ which là được. Và sau đó thì sẽ đặt ngay sau những cái câu dưới đây, câu ở bên cột này và có dấu phẩy đằng trước. Nhớ là sẽ phải có dấu phẩy nhá, không có dấu phẩy là sẽ thành sai đấy. Và bài số 3 ở phần grammar, phần ngữ pháp cũng đã kết thúc phần looking back ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Việt Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.